Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, hôm trước chúng tôi nói về cái bài báo mà có 400-500 cán bộ đi học ở nước ngoài đó. Dạ. Thì anh Nguyễn Khôi có nói là thay vì mình đi như thế thì mình ở trong nước. Dạ. Mình mời thầy, những người, ví dụ như người Mỹ thì quá tốt, còn không thì những người các nước lân cận cũng được. Dạ. Và chúng tôi có ý kiến thêm đó là bây giờ ở trong nước chúng tôi thấy mấy cháu đó. Dạ. Nó tiếng Anh giỏi lắm anh. Đúng rồi. Và nó nhiều có nhiều cháu mà khi nghe tôi hết hồn á, Hoàng Tuấn phải kêu con gái ra mở cho nó nghe. Nó còn coi nè, ở Việt Nam mà khi mà nói không có accent, nó y như là người nước ngoài. Thì tại sao mình không dùng các cháu đó hả? Đúng không rồi. Hay ha. Thì về vấn đề giáo dục thì có người gửi cho chúng tôi câu chuyện, nó cũng cũ rồi. Nhưng mà chúng tôi xin kể với quý vị bởi câu chuyện này nó xưa lắm. Nó xuất phát từ người miền Bắc rồi. Xin nói cắt lời Hoàng Tuấn chút xíu. Tại vì có thể là các cháu nó nói tiếng Anh giỏi nhưng mà nó không có kinh nghiệm vấn đề giảng dạy. Cho nên là mình mướn thầy giáo. Không, tôi nói ít nhất thì nó cũng hay hơn là đi ra nước ngoài nó tốn tiền. Mà lại tốn tiền rồi mà phải đi mua đồ nữa. Không tốn tiền ngân quỹ gia đình. Thì có một câu chuyện là ngày xưa lắm rồi. Thì có một ông cán bộ, ông xuống thăm một ngôi trường. Anh biết là đảng lãnh đạo mà. Dạ. Xuống thăm ngôi trường thì ông đi, ông mới thấy cái quả địa cầu trong văn phòng á. Trong cái lớp học và lớp mẫu đó. Dạ. Và họ kêu học trò đó. Này cháu, trưởng lớp mà. Thế sao cái quả địa cầu nó nghiêng thế này? Dạ con không biết ạ. Con không biết tại sao như thế. Thế thầy giáo đâu? Mời thầy ra. Thầy giáo, tại sao nó nghiêng thế này? Báo cáo đồng chí là cấp trên đưa xuống thì bảo mua đâu thì mua đấy thôi. Nó nghiêng thì... Và thì khi mua về nó đã nghiêng thế. Thì bây giờ cấp trên đề xuất là phải mua đâu rồi là chỗ nào thì cứ theo cái chỉ đạo thôi. Và mua về nó đã nghiêng thế rồi. Bây giờ tôi không biết phải thế nào. Này, đề nghị cho một cái quỹ khác xuất tiền ra mua một cái cho nó thẳng về để nhé. lớp này là cái lớp điểm, trường là trường điểm, làm xấu mặt địa phương, mua một cái cho nó thẳng thớm, nó nghiêng thế này cứ để thế à. Chỉ đạo sát sao. Không thế nào để nó nghiêng như thế được. Anh đang nói chuyện vấn đề giáo dục, tôi thấy trên màn hình của anh cũng có cái gì liên quan đến cái này. Tôi xin lỗi anh, chứ cái này thì chúng tôi chỉ đưa tin, chúng tôi không có ý kiến nha. Báo Người Lao Động Online, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng cầm quyền trường tại lễ trao bằng tốt nghiệp. Thì cái chuyện đó nó xảy ra ở tối 31 tháng 7, Đại học Quốc gia Hà Nội gửi công văn đến hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị báo cáo tình hình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 29 tháng 7 vừa qua, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Thì cái việc nó không có gì cả, là cái ông hiệu trưởng đó, khi mà trong lễ thì người ta chụp hình, ông mặc bộ áo màu đỏ, đội nón đỏ, đeo một cái sợi dây chúng ta gọi là sợi dây chuyền đó, thật là lớn, và cầm một cái cây cái phương trượng vậy đó, giống như trong phim mà mấy vị hòa thượng hay cầm, hay là trong phim Dương Gia Tướng mà nó là cái trượng này của tiên đế ban cho đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi thấy cái hình như thế thì người ta bảo rằng nó gây xôn xao dư luận. Thì chúng tôi chỉ đưa ý kiến của người dân trong nước nha. Chúng tôi chỉ có đưa tin thôi. Thì có người bảo rằng là có quy định về cái việc này hay không? Nếu có thì theo quy định. Còn không thì đâu có nói người ta ăn mặc sai. Tuy là nó hơi phản cảm một tí. Nhưng mà có người còn bảo rằng là nó giống trưởng môn phái Võ Lâm trong phim Trung Quốc. Mong là không có bằng giả luận án cầu long hoặc là độc học sinh. Đây, cái đây là cái điều chính nè. Mong là không có bằng giả luận án cầu lông hoặc học sinh kém chiếm 50% như kết quả tiếng Anh toàn quốc tiếng Anh cả nước vừa qua, thì cả toàn ngành cũng nên xét lại. Đó, tức là người ta nói là cái hình thức nó là như thế, và cái nội dung đó, thì cũng cần cho học cho nó đúng, cho nó đàng hoàng. Và có người truyền bá rằng là cái này phó giáo sư tiến sĩ có khác, tay cầm quyền trượng minh mật cẩm bào, không hiểu thuộc môn phái nào. Chúng tôi cũng có đọc một số những bài báo có nói về cái đề tài này. Thực sự là thì còn một câu nữa, xin lỗi. Mình cũng là thầy, sao lại lai căng nhìn giống thầy tu quá.
Rồi mời anh. Quý khách có đọc những cái bài báo liên quan tới cái đề tài này, thực sự cái câu chuyện mà cái trường đại học đó họ mặc những cái lễ phục như thế này, mới nhìn vào nó cũng phản cảm thiệt, những ngôn ngữ trong nước nó cũng phản cảm thiệt, nhưng mà rồi sau đó thì người ta đưa ra những hình ảnh là các quốc gia khác, ngay cả Trung Quốc, bên các quốc gia Tây Phương này cũng trong những buổi lễ tốt nghiệp thì cũng có những hình ảnh giống như vậy. Thì chúng tôi nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện nó cũng không có không gì phải, không phải không? Là chuyện lớn. Cái chuyện lớn ở đây á là trường đại học đó họ có cung cấp, họ có đào tạo được những tiến sĩ thật, những sinh viên tốt nghiệp thật. Cái đó mới là cái điều mà chúng ta cần chú ý tới. Còn quần áo thì cũng, nhưng mà xí xóa tí thích cái kiểu nào thì mặc kiểu đó thì cũng không sao. Tới bây giờ họ cũng nói trường họ cũng có nói là cái này chỉ là cho mượn thôi, mặc một lần thôi, chứ không có phải là bắt học sinh sinh viên phải mua để mà tốn kém. Tôi nghĩ như thế này, tại sao mình phải bắt chước thì đó mấy cái nước tư bản, đúng không? Tại vì tư bản nó xấu lắm. Xin lỗi anh, bây giờ mình á là mình phải tư tưởng, mình là theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, mình là tư tưởng Mác Lê, thì bây giờ mình phải mặc áo đại cán, đó. Nếu cần mình mang dép râu, đội nón cối luôn, như thế nó giống Bác Hồ, mà nó có một cái hình thức, nó có một cái giá trị đặc biệt của cách mạng Việt Nam. Nói thế này, với lại nói chuyện mà thấy người ta làm rồi bắt chước làm theo đó. Bắt chước không phải là cái điều nó lúc nào nó cũng không đúng, xấu, nó cũng tốt phải, cả, dạ. Không phải là lúc nào nó cũng xấu, dạ. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng và nó cần thiết cả. Thưa quý vị, có những điều mình học người ta tốt thì mình tốt, học và học theo người ta, cái phương pháp đào tạo của người ta, cái cách giáo dục của người ta, nếu mà nó là những cái điều tốt mình học theo thì cái điều đó là đúng. Nhưng mà cái gì không phải là cái gì người ta làm là mình cũng phải bắt chước kèm theo đó, cái đó là cái với tôi thì tôi lại thích cái bộ quần áo của ông này. Nhưng mà nó mặc cảm tự ti của mình tự nhiên lộ ra. Tại vì có người nói như thế này nè, trông giống thầy Đường Tăng quá. Đó là phim Tây Du Ký. Ý kiến của mọi người trong nước nha, chúng tôi không có ý kiến. Chúng tôi chỉ có ý kiến là nên đội nón cối, mặc áo giống như Bác và mang dép râu. Rồi mời anh. Cái chuyện nữa cũng gây xôn xao trong nước bây giờ và báo chí thì báo nào cũng đăng cả, đó là cái vấn đề mà cái hộ chiếu Việt Nam, cái mẫu mới thì bây giờ tự nhiên sau khi mẫu mới bắt đầu từ tháng 7 đưa ra đó, thì cái mẫu mới này nó thay đổi một số những cái chi tiết bên ngoài, thì là cái màu nó thay đổi một chút xíu, cái đó không quan trọng. Ở trong á thì người ta nói rằng những cái mẫu mới này nó giới thiệu một số những cái thắng cảnh ở trong nước để giới thiệu về con người và đất nước Việt Nam. Cái đó thì cũng tốt thôi. Họ đưa ra những cái hình ảnh, những cái thắng cảnh Việt Nam. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà họ cần đưa ra đó là xác định vấn đề biên giới, thì họ không thấy Hoàng Sa và Trường Sa đâu cả. Nó khó anh, khó xác định lắm. Không, nhưng mà cái cái vấn đề là sau khi mà đưa cái mẫu mới ra đó, thì một số quốc gia họ không nhận, họ không chấp nhận cái passport đó. Tại sao vậy? Đặc biệt là Đức trước, sau đó tới Cộng hòa Czech và một số quốc gia khác, nhưng mà có thể là các quốc gia bên khối Âu Châu, EU họ không có không chấp nhận. Chắc là xin gọi là tiệp khác đó phải không? Dạ. Hồi xưa tiệp khác, bây giờ nó chia ra thì một phần của tiệp khác ngày xưa. Thì như thế này, nếu mà đọc sơ qua thực sự nó làm chúng tôi bị confused, bị bối rối, không biết là tại sao vậy. Tại sao cái khó khăn với Việt Nam thế? Và khó khăn với Việt Nam thì họ, đầu tiên đọc cái Đức họ nói là trong cái Đức á, cái bên sứ quán Đức họ nói là họ không chấp nhận, là tại vì nó không có cái phần quê quán, sinh ở nơi cái nơi sinh ở đây đâu. Thì nếu mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng có cái tức là theo cái luật chung của thế giới đó, người ta gọi là cái thông số ai cao đó, thì anh phải có một số những cái chính cụ thể phải có bắt buộc, chẳng hạn như là tên tuổi, ngày sinh. Và quốc gia nào chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cũng có những cái chi tiết nó gọi là optional, tức là tùy theo, có được mà không có cũng được, tùy theo quốc gia. Nếu quốc gia đó muốn có hay không có thì thôi. Chẳng hạn như trên cái passport của Mỹ, theo tôi nhớ hình như không có cái nơi sinh. Không cần có nơi sinh. Tôi, tại vì tôi có hai passport, tôi có bên Úc, hình như Úc thì có cái nơi sinh. Nhưng mà Mỹ thì không có, theo tôi nhớ là như vậy, nhưng mà bất chợt bây giờ mà mang ra thì có. Nhưng mà nhiều quốc gia trên thế giới nó như vậy. Passport của Việt Nam đó lúc nào nó cũng có cái nơi sinh. Có nơi sinh trước vậy. Không phải là nói thì anh miền Bắc là nơi sinh, mà nói kia miền Nam là nơi sinh, là cái nơi mà sinh tiền á. Đâu giờ nói chuyện riêng kiên trì đàng hoàng. Lý do tại sao Cộng hòa bên Đức họ lại không chấp nhận cái mẫu lý do hộ chiếu mới,
là tại vì, thưa quý vị, ở Việt Nam, những người Việt Nam qua Đức á, mà sinh ở những nơi mà như là Nghệ An, Hà Tĩnh, những Thanh Hóa, vân vân, cả Hải Phòng, Nam Định, một số nơi Nam Định, họ mà biết được những cái đó, sinh ở những nơi đó đến là họ gạt ngay, là tại vì thưa quý vị, những cái tổ chức tội phạm của người Việt Nam bên Đức đa số là xuất phát từ những cái nơi từ đó, từ quê hương gần của bác, gần của bác. Và thứ nhất, thứ hai á, là đa số những người mà ở những cái nơi đó mà tới Đức rồi họ không về nữa, họ trốn ở lại. Cho nên Đức họ rất là giỏi, họ rất là ở lại mà còn làm những cái việc mà nó cũng rất rắc rối. Cho nên là thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm của những người làm việc ở trong cái ngành mà về vấn đề mà di trú đó, của Đức á, thì họ biết là những người này mà xuất phát như này ở đây đi từ những này là họ sẽ cẩn thận hơn và có thể họ sẽ từ chối một cái dễ dàng hơn. Vì cái việc trước tiên là người ta nghĩ là sẽ không về. Còn thí dụ như là, xin lỗi anh, quê sinh quán ở Đồng Nai, ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ở An Giang, hay là ở ngay cả Nha Trang, hay là Huế vân vân, thì không có problem nhé. Thì nó về. Mà sang đấy nó chẳng có tội phạm gì, đi sang rồi đi về thôi. Còn bên kia là giống như Kinh Kha vậy đó. Kinh Kha qua sông Dịch một đi không trở lại. Đó là lý do sâu xa và tại sao Đức, bây giờ cũng phải check một số nước khác nữa trong Liên minh Âu Châu, cũng Việt Nam, Việt Nam, EU đó, họ không, và bây giờ có Tây Ban Nha nữa, mới nhất là có Tây Ban Nha nữa, họ không chấp nhận những cái passport mà không có nơi sinh, tại vì họ không kiểm soát được. Anh vào nhà tôi, anh Tuấn vào nhà tôi không biết, tôi cũng muốn biết về anh chứ đâu phải mà tôi đó nữa. Là người Việt Nam là được rồi, không đủ anh, không được, mà phải biết là ở Việt Nam cũng có nhiều Việt Nam chứ, phân biệt vùng miền nè, có chứ. Thế thì nếu mà tôi là như Việt Nam, tôi sẽ kiện ra tòa quốc tế, phân biệt đối xử hả? Phân biệt quá không được, kỳ thị quá không được. Tôi là người Việt Nam, nhưng mà nếu như đúng là, nếu mà, bởi vì anh biết là thế giới người ta nhìn vào đất nước Việt Nam mình, người ta ngưỡng mộ, và người ta xem Bác Hồ đó là hôm trước các ông ấy, một cái bà tiến sĩ về lý luận chính trị, và bảo rằng là Bác Hồ là Liên Hợp Quốc mà tổ chức văn hóa thế giới đó, người ta đề nghị là phải vinh danh Bác là một vĩ nhân. Thế thì khi mình nhìn vô nó thấy quê hương Bác là nó phải nhận liền. Mới đúng chứ. Mấy thằng này, xin lỗi quý vị, nó rất là đểu, mà tôi thì tôi kiện thằng này. Nhưng mà nó thấy quê hương Bác là nó lại không nhận à. Nhưng mà nói như anh thì tôi thấy Bác Hồ rất là may mắn. Là sao? Tại Bác sinh vào cái thời đó. Chứ còn thời này, Bác sinh vào cái thời này, mà Bác cầm cái visa 1 tháng 7 mà tới Đức, mà để quê quán Nghệ An, thì nó bảo ông đi về đi. Không, mà tôi nhớ hồi trước như Bác không biết có hộ chiếu không, tôi nhớ Bác xin làm trên tàu rồi Bác qua Tây, Bác lên tàu Bác làm cái gì đó mà. Đúng là khi mà thấy quê hương Bác là người ta phải ngưỡng mộ, tại vì người ta đã xây dựng tượng đài của Bác khắp nơi trên thế giới. Thế nhìn thấy ô quê hương, một người làm vinh danh đấy, cái quê hương đấy phải không? Như thế thì, nếu như thế thì nó đó là một cái điều sỉ nhục, đặc biệt là đối với một người vĩ đại như Bác. Mình phải mang nó ra tòa quốc tế. Chắc chắn như thế. Chúng tôi ủng hộ. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Wait till you see me on the downhill. See you at home. Tận hưởng an toàn thượng cấp tại Lexus Golden Opportunity Sales Event. Được 1.000 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2022 ES350. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps Sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên K
Kaiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Kaiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì bây giờ nói về vấn đề giáo dục. Thì lúc nãy chúng tôi cũng đưa tin, báo viết sao chúng tôi đưa vậy. Thì bây giờ cũng có một bài báo trên báo Tuổi Trẻ cũng về vấn đề giáo dục. Từng là hiệu trưởng, tôi đã nói không với tiền đen trong giáo dục. Thưa quý anh, trong giáo dục nó có tiền đen không anh ạ? Tiền đen, tiền trắng, tiền xanh, tiền đỏ nữa. Liên quan đến việc hiệu trưởng và cộng sự trường tiểu học Hanh Thông Gò Vấp nhận tiền hàng tháng, anh nghe nha, hàng tháng nha, từ đơn vị cung cấp thực phẩm với số tiền lên đến 436 triệu đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương, đây là tiền đen trong giáo dục. Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn Đọc Làm Báo xin giới thiệu bài viết này. Là kết luận của thanh tra quận Gò Vấp, hiệu trưởng kế toán và bếp trưởng của trường tiểu học Hanh Thông quận Gò Vấp nhận tiền hàng tháng từ đơn vị cung cấp thực phẩm với số tiền hơn 400 triệu đồng. Ai biết tin cũng bức xúc. Một khi anh đã nhận tiền hàng tháng có nghĩa là đây là tiền hối lộ, tiền lót tay. Và thưa quý vị, tiền này đó, người viết bài viết nè, từng là hiệu trưởng, tôi biết nguồn tiền mà đơn vị cung cấp thực phẩm cho hiệu trưởng và cộng sự chính là tiền của phụ huynh đóng cho trường theo thỏa thuận để chăm lo bữa ăn bán trú cho con em của họ. Tức là lấy tiền, ngay cả tiền mà lo cho bữa ăn của các em, của thế hệ tương lai, của cháu Hoàng Bác Hồ, mà chúng nó đều như thế. Và số tiền mỗi phụ huynh bỏ ra chắc hơn 1 triệu đồng trên một tháng. Với nhiều phụ huynh, để có được khoản ấy, họ phải dè sẻn chi tiêu, thậm chí vay nóng, kịp đóng cho trường. Hiệu trưởng không thể không biết hoàn cảnh phụ huynh, càng không thể không hay do đâu mà nhà thầu có bì thư hàng tháng gửi cho mình. Nhận tiền như vậy, hiệu trưởng không thấy xấu hổ hay sao? Thưa với tác giả bài báo, nếu xấu hổ thì nó đã không nhận. Và thưa quý vị, tức là, và có, anh biết là trong này nói nè, học thêm thì chi cho quản lý là 5%, nhưng cũng có khoản mà hiệu trưởng kế toán và đơn vị cung cấp thỏa thuận đen. Lẽ tất nhiên, làm việc đen thì mục đích tốt đẹp không còn nguyên vẹn nữa. Tức là trong cái việc mà ví dụ như là lo vấn đề bữa ăn cho các em đó, thì dĩ nhiên nhà thầu nó cũng xà xẻo trong đó, và nó phải chi tiền thì hiệu trưởng, và hiệu trưởng ngửa tay để mà lấy. Ông này ông nói là lúc làm công trình vệ sinh nhà trường đó, việc làm với, khi mà làm việc với nhà thầu thì miếng trầu đầu tiên họ định gửi là 15%. Wow. Tiền tinh tổng đầu tư cho tôi gạt phăng. Thế là hai bên thoải mái trao đổi nội dung hợp đồng, không phải rút rụt công trình để chi phần trăm, cho nên thi công đâu ra đó. Thì đây là cái người này đã từng làm hiệu trưởng thì đưa ra cái như vậy. Đúng không? Chắc người này bị khuyết tật đây. Cứ mỗi dịp lễ Tết 20 tháng 11, cấp dưới cấp trên cũng bị thư, người đưa người nhận, ai cũng biết tiền đó trích từ công quỹ. Đó, ai cũng biết cả. Thì câu cuối cùng là như thế này: cốt lõi chính mỗi người nêu gương cho mình, con em mình, rồi sau đó mới mở rộng ra. Mấy chục ngàn hiệu trưởng các cấp, hàng nghìn cấp trên của họ, nếu nói không với bì thư tiền đen, đó là cách tối ưu góp thêm xây giá trị tất cả về học sinh thân yêu. Nhà giáo chúng ta có làm được hay không? Và có một câu phần trên nữa: làm sao thay đổi? Theo tôi, cần lắm người có phẩm cách tự trọng, sống liêm sĩ. Chuyện đó từ bài học vỡ lòng, nhưng tha hóa do tự chuyển hóa đã xô đổ, xây dựng lại tuy có ánh sáng, song vẫn còn thách thức. Thưa quý vị, đối với ngành giáo dục, mà thưa quý vị, đối với cái miếng ăn của các em, các cháu, mà các bố còn để cho nhà thầu, nó ăn xén ăn bớt, rồi nó lấy cái tiền xén bớt đó, là đương nhiên khi nó đưa một tháng mà mấy trăm triệu ra, thì là nó phải lấy nhiều hơn chứ. Đúng rồi. Như như là cái phần đó là nó phải lấy vô, nó phải hơn cái số đó. Thì nó chi để nó còn nó bỏ túi nữa. Chứ tự nhiên nó chi để nó làm cái gì? Nó phải có cái quyền lợi của nó. Thì thưa quý vị, chúng tôi không hiểu. Bất cứ cái chỗ nào nó cũng ăn được. Nó ăn mà từ trẻ con cho tới người già, người bệnh, gia đình liệt sĩ, cái gì nó cũng ăn, chúng tôi không hiểu. Tôi thấy có lẽ bây giờ phải đổi tên cho anh là gọi là Hoàng. Người ta nói thì có thể là anh thích cái chữ Hoàng Tuấn đẹp trai chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không, tôi sẽ gọi anh là Hoàng Tuấn ngây thơ. Ngây thơ. Cho đến giờ này mãi cứ nói lặp đi lặp lại câu mà chúng tôi không hiểu.
chúng tôi không hiểu. Cả nước còn không hiểu nữa thì cái chuyện anh không hiểu là cái chuyện nó rất là bình thường. Tôi không hiểu là tại sao mình là đạo đức cách mạng, mình học từ nhỏ tới lớn, mình đi ra là mình hãnh diện với thế giới, đất nước ta ngang tầm với thế giới, là thế giới là mây đen bao phủ, chỉ có đất nước ta là mặt trời chiếu sáng. Sao nó ăn kinh thế? Ăn kinh thế. Rồi mời anh. Đây, có chuyện này, thực sự lâu lâu mà không có thấy báo chí mà không nhắc tới ông ấy, chúng tôi nhớ. Rồi ông nào? Lâu lâu mà thấy ông im lặng quá, chúng tôi nhớ. Lo có lo. Và cũng hơi lo. Hơi lo. Là tại vì cứ cán bộ trong nước mà cứ lâu lâu không thấy nhắc đến, có như Bắc Hàn vậy đó, mà lâu lâu mà không thấy ông Kim Jong-un lên tiếng ở chỗ này là thì mình lo. Cũng hy vọng là người ta hy vọng nó đi luôn. Thì thưa quý vị, cái người mà chúng tôi hơi lo đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông chủ tịch nước bây giờ. Tại vì gần đây, cách đây chừng độ tháng 2 tháng, nó cứ có tin đồn nó bảo vợ ông là trùm cuối đây. Trùm cuối đây. Nên mình lo lo, mà bây giờ mà không thấy ông lên tiếng là mình lại lo. Mình lại lo. Mà bây giờ bây giờ thấy ông lên tiếng mình cũng mừng cho ông ấy. Ít nhất là ông cũng khỏe mạnh. Bây giờ tôi còn thích sống, ông sống sót. Ông có nhiều cái phát biểu mà nói như cái chữ anh Hai Giải đã dùng đó là ấn tượng. Trong không, chữ không phải tôi, đây là cái ngôn ngữ thời thượng. Hở một tí là hoành tráng, hở một tí là ấn tượng. Chủ tịch nước nói, hai chấm tức là nói đó, Đồng Nai phải là địa phương đáng làm, đáng sống, đáng ở. Làm việc với tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đồng Nai phải là nơi có ba đáng, đáng làm, đáng sống, đáng ở. Rất là ấn tượng cách nói chuyện của ông. Đừng có đáng đợi. Đâu tôi, ấy không được anh. Đáng đợi là tiêu á. Đúng rồi, Đồng Nai quê hương tôi, anh nói vậy. Anh có một thời gian ở Đồng Nai mà. Tôi là dân ngụ cư. Trước khi anh xong ý. Đồng thời phải xứng tầm là địa phương trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Báo cáo với Chủ tịch nước trong buổi làm việc chiều 2/8, ông Cao Tiến Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 112.000 tỷ, tăng 7.7,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. Thì trước hết, ông bảo ba đáng. Thì ông không sợ những cái nơi khác người ta buồn à? Vậy thì chỉ có ở Đồng Nai nó đáng thôi, đáng còn mấy chỗ khác thì không đáng à? Thì chuẩn bị là người ta lại dọn về Đồng Nai người ta. Không, mà nhưng mà mấy chỗ khác là không phải không đáng à? Thiếu gì cách nói, đâu phải nói chứ ba đáng, nhưng mà những chỗ khác không đáng nữa, không đáng sống mà không đáng làm hay sao? Anh không nhớ là ngày xưa ông đi đâu á, thì cái thành phố nào cũng là đầu tàu, chả có nào đi tàu cả. Mà cứ nhớ là nào nó cũng đầu tàu, mạnh nào nó chạy là banh mà, cái tàu mà nó toàn đầu không à? Thì đó, không có tòa kéo hay sao, có đuôi vậy. Thì anh cứ thử tưởng tượng ví dụ tàu nó đầu không, vì một toa tàu thôi nha, hai cái đầu mà nó cũng chạy ngược với nhau thì nó bứt ra là còn gì. Thì bây giờ thì người ta sẽ thắc mắc là ông nói ba đáng vậy thì chỗ khác nó cũng đáng, không đáng số không đáng ở. Cái thứ hai nữa là cái mức là tổng sản phẩm trên địa bàn, tức là GDP theo tiếng Anh đó, đây là bài báo nha, đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tăng được 7,06 so với cùng kỳ của năm ngoái. Chúng tôi đọc đây chúng tôi ngạc nhiên là tại vì Đồng Nai là một tỉnh lớn, đông dân, bao nhiêu triệu người trong tỉnh như vậy, mà cái sản phẩm của họ, GDP của họ nó chỉ có hơn 100.000 tỷ như vậy thôi. Thì nó không bằng cái công trình mà bị rút ruột. Đúng rồi. Nó không bằng những cái mà xin lỗi quý vị, bỏ hoang hay là không bằng những cái sai sót của những cán bộ mà họ làm thất, làm thiệt hại trong ngân sách của nhân ngàn tỷ. Wow. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngạc nhiên. Đáng sống như vậy, bao nhiêu người để mà góp sức ra để mà làm việc, để mà sản xuất, mà cái GDP nó không bằng một cái thằng ăn cắp, nó không bằng một cái vụ án mà gian lận của công, không bằng những cái bằng vụ án liên quan đến những cán bộ. Thì cán bộ mình mới tài. Một người mà làm luôn cả một cái tỉnh luôn. Kinh hoàng thiệt. Thì với vấn đề đó thì anh nói về cái chuyện đó, thì chúng tôi có một bài báo cũng hay nè, bờ kè 100 tỷ tả tơi từ khi đang xây dựng, chưa làm rõ trách nhiệm lại đề xuất chi ngân sách. Vâng, tức là dự án kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực Bình Thành, gọi tắt là kè chợ Bình Thành, có tổng kinh phí đầu tư gần 109 tỷ đồng, tả tơi từ khi đang xây dựng,
đã được báo Thanh Niên ngày 18 tháng 4 phản ánh trong chuyên mục Những công trình làm nghèo đất nước. Hai lần chỉ định xử lý khẩn cấp nó đều sạt lở. Thế là bây giờ là làm nó là không mang lại hiệu quả gì cả. Và nó hư như thế. Nhưng mà bây giờ người ta đề nghị là bây giờ phải chi thêm tiền. Phải chi thêm tiền nữa. Bởi vì 109 tỷ rồi. Mà nó không có quốc. Nó không có đem hiệu quả. Bây giờ phải chi thêm tiền. Mà sau khi Thanh Niên ngày 18 tháng 4 phản ánh trong chuyên mục Những công trình nghèo đất nước thì đầu tháng 7 năm 22, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm việc với các ngành và đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý tình trạng sạt lở bờ kè chợ Bình Thành. Theo đó thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có tờ trình và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Bây giờ nó làm, bây giờ nó hư, rồi nó xây dựng khẩn cấp lần thứ ba nha. Ôi giời ơi. Để giữ ổn định sạt lở từ mặt cắt 740 và khu vực lân cận của kè chợ Bình Thành từ nguồn kinh phí của nhà nước. Và mới đây đó thì Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo kết luận của ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý đoạn sạt lở theo đề xuất của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương tổ chức kiểm định độc lập để xác định rõ nguyên nhân lún sạt trượt công trình và xác định trách nhiệm của các bên có liên quan. Thưa quý vị, chúng tôi đọc tới đây chúng tôi nhớ là đi coi đá banh nè. Dạ. Tôi nhớ là đi coi đá banh. Sao? Mà đá thì nó không đá. Yeah. Mà như là nó câu giờ đó. Yeah. Thì cũng chứ bà mẹ đó, nó cứ đưa cho thằng này đưa cho thằng kia đưa cho nó, mà nó không có sút. Y chang cái này, cái chuyện đó như thế. Bây giờ ông này đưa qua ông kia đưa cho ông nọ, rồi nó là không có đảm bảo cơ sở pháp lý. Nó nói một hồi không ai có trách nhiệm hết đó nè. Mà bây giờ đó là khẩn cấp. Lúc xây thì nó không, chắc nó cũng xây khẩn cấp rồi nè. Lúc xây nó xây khẩn cấp cho nên giờ nó hư. Bây giờ phải khẩn cấp nữa. Bây giờ là đề nghị phải chi thêm nữa. Đã tiêu tốn hết 109 tỷ đồng, bây giờ phải đề nghị phải chi phí khắc phục là khoảng 16 tỷ rưỡi nữa. Ôi giờ thưa quý vị, những người như thế mà bảo rằng là xây dựng đất nước, đưa đất nước tiến lên, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, thưa quý vị, chỉ có những người mà là tôi nghĩ là nó có cái gì trong đầu đó mới tin nổi thôi. Thôi chịu thua. Anh vẫn không hiểu. Không, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao rồi. Bây giờ như vậy là Tuấn hết nghi thơ. Tôi hiểu là bởi vì sao, nó xây khẩn cấp. Cho nên nó hư. Bây giờ nó phải khắc phục khẩn cấp. Chứ nó từ từ nó xây thì nó không có hư. Nó xây khẩn cấp mà. Chào tạm biệt quý vị.